Này, rùa ơi! Ngày nào cậu cũng phải dậy sớm để tới trường à? Chả bù cho chúng tớ, được ngủ đã mất. Hay là cậu chuyển nhà tới gần trường đi, chứ đi đi lại lại như vậy, vất vả quá. Ừ, tôi thấy bạn Hưu nói đúng đấy. Cậu đi học từ sáng sớm, mà tối mịt mới về đến nhà, tội lắm. Có ai ở đây không? Giúp tôi với. Thôi, cậu lên lưng tôi đi, cõng đi cho nhanh nào. Cậu cõng được tớ không đấy? Từ đó, thỏ và rùa trở thành đôi bạn thân thiết, đi đâu làm gì cũng có nhau, cùng nhau đến trường, cùng nhau vui chơi, khám phá khu rừng. Sắp tới, bạn hổ con sẽ chuyển trường. Cũng muốn các con bầu một bạn lớp trưởng thay cho bạn hổ con. Về nhà các con hãy suy nghĩ thật kỹ, ai xứng đáng, rồi ngày mai chúng ta sẽ tiến hành bầu lớp trưởng các con nhé. Vâng ạ. Theo tớ, không ai xứng đáng hơn bạn thỏ đâu. Bạn ấy nhanh nhẹn, hoạt bát, rồi lại thông minh nữa. Bạn rùa học giỏi, lại hay giúp đỡ bạn bè. Tôi thấy bạn ấy xứng đáng hơn. Không, tôi thấy thỏ xứng đáng hơn. Không đâu, rùa mới xứng đáng hơn đấy. Tôi không làm lớp trưởng thì ai xứng đáng nữa, phải không các bạn? Thôi, tôi không làm lớp trưởng đâu, nhường cho cậu đấy. Này nhá, tớ hoàn toàn xứng đáng, không phải để cậu nhường đâu. Tớ muốn chơi công bằng à. Các bạn đều ủng hộ tớ cả, nhưng tớ không muốn mang tiếng bắt nạt kẻ yếu hơn. Tớ không phải người yếu đuối. Nếu vậy, chúng ta sẽ chạy thi để xem ai là kẻ mạnh. Thôi được, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Cậu chạy thế này thì đến đêm cũng chẳng đến được đích. Thôi, ta tranh thủ ngủ một giấc, rồi chạy về đích cũng còn kịp đấy. Thế là thế nào vậy? Thỏ đâu rồi? Thỏ ơi! Cậu thua cuộc rồi thỏ ơi! Rùa giỏi quá! Chúc mừng cậu nha. Cậu chạy nhanh, nhưng lại coi thường đối thủ, hoành hoang và tự mãn, khiến cậu thua cuộc đấy. Tôi tuy chậm chạp nhưng mà kiên trì và nghiêm túc, nên mới có thành tích tốt hơn. Qua hình ảnh chú rùa trong câu chuyện Rùa và Thỏ đã cho chúng ta thấy một bài học rất quý giá về tính kiên trì, siêng năng, nhẫn nại, không tự cao tự đại, không làm việc bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nhãn hàng Inoki hân hạnh đồng hành cùng Huyền Cổ Tích.